Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì chú bác các anh các chị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi sẽ live với hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là nhân dân Việt Nam không muốn bầu cử kiểu Mỹ, và nội dung thứ hai ấy, sẽ nói đến trách nhiệm của đoàn viên thanh niên nói riêng mà cộng đồng xã hội sử dụng mạng xã hội ở trên không gian mạng này nói chung ấy, thì trách nhiệm nó như thế nào. Đấy là hai cái nội dung chính. Cháu chào bác Cầm, chào Khánh Mai, chào Trần Việt Hùng, chào tất cả mọi người nhé. Đối với cái nội dung thứ nhất thì Dương Vi sẽ đi vào cái bài viết được đăng trên cái trang blog Trẻ Làng á. Người Việt có nên ghen tị với bầu cử tự do kiểu Mỹ? Những ngày qua, giới dân chủ ba que gốc Việt triệt để lợi dụng sự quan tâm lớn của người dân Việt Nam đối với sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ để phát tán nhiều bài so sánh giữa hình thức bầu cử tại Mỹ và Việt Nam, xuyên tạc nhân sự Đại hội Đảng 13, đều được sắp xếp từ trước, thiếu minh bạch. Bầu cử tại Việt Nam không ai quan tâm vì kết quả đều đã biết trước, người dân không được tham gia bầu cử. Họ khai thác diễn biến chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, đả phá chính sách ngoại giao đu dây của Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đấy, đó là những cái thằng que củi lưu vong phản động và những cái thằng nhà đấu tranh dân chủ cuội trong hoặc kép đầu bù răng bựa trong nước này. Nói về bầu cử Mỹ, Dương Vi phải công nhận rằng bầu cử Mỹ nó kịch tính hấp dẫn như những bộ phim Hollywood, căng thẳng đến phút cuối cùng nhé. Nhưng nó không chỉ dừng ở chính trường mà nó phá nát luôn cả xã hội nước Mỹ, khiến dân chúng chia rẽ, đảng phái chia rẽ, chửi bới nhau như hàng tôm hàng cá, cả trên cả ở báo chí truyền hình luôn. Còn ở đây ấy, là những lời than thở của một cựu nhà báo người Việt đang sống tại Mỹ về nước Mỹ như sau. Chỉ một ngày nữa tương lai nước Mỹ sẽ được định đoạt. Đây đúng là lá phiếu quyết định tương lai nước Mỹ, mà tương lai là thế hệ sau chứ không phải chỉ là cuộc bầu cử năm 2020. Và mọi việc lập tức có thể ngã ngũ sau ngày bầu cử. Như ở các cuộc bầu cử trước ấy, nước Mỹ đã rạn nứt và chia rẽ khủng khiếp đến mức nó không còn có thể trở lại bình thường. Bất luận bên thua cuộc là ai, vấn đề đã không còn là bang đỏ, bang xanh hoặc cộng hòa hay dân chủ nữa. Sự phân rẽ là sự chia cắt này đã bị khoét sâu nghiêm trọng đến độ cả hai bên đều xem nhau như là kẻ thù. Đấy, mà chúng ta chịu khó đọc và chịu khó theo dõi trong 1-2 tháng vừa qua, những cái cuộc khẩu chiến mạt sát nhau giữa người Mỹ với người Mỹ trên những dòng bình luận bên dưới các trang báo, bên dưới các fanpage. Đấy, thí dụ những người cuồng chum, những fan cuồng chum, cuồng pin Joe Biden này, cả những cái fan của các chính trị gia đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ vân vân, mới thấy kết quả bầu cử dù thế nào thì xã hội Mỹ cũng đã đi đến cái giai đoạn trầm trọng, không còn có thể hàn gắn một sớm một chiều được. Ở đây này có một cái bà, có một người nói rằng á, bà không còn là mẹ của tôi nữa. Đó là tựa của bài báo Reuters được đăng vào ngày 2 tháng 11 năm 2020 khi viết về gia đình của bà Mara Goldmer. Cậu con trai 21 tuổi của bà đã nói thẳng thừng rằng bà không còn là mẹ tôi nữa vì bà bỏ phiếu cho ông Trump. Câu chuyện trên không phải là cá biệt,
có vô số gia đình Mỹ bị rạn nứt vì cái cuộc bầu cử chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ này. Bạn bè chia tay nhau, hàng xóm không nhìn mặt, vợ chồng cái vá, con cái xung đột bố mẹ, vân vân. Tất cả chỉ vì cuộc bầu cử nói chung và vì quan điểm đối nghịch trong cái việc ủng hộ Trump hoặc ông Biden nói riêng. Một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Pi thực hiện tháng 9 năm 2020 cho thấy gần 80% người ủng hộ Trump và Biden nói rằng họ có ít bạn hoặc thậm chí không có bạn bè ủng hộ ứng cử viên đối thủ. Ở đây có một cái bà 77 tuổi, người chia tay ông chồng 81 tuổi sau khi ông ấy bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016. Bà nói, tôi nghĩ di sản của ông Trump cần thời gian rất dài để kéo mọi thứ trở lại bình thường. Đó. Di sản của ông Trump cần một thời gian rất dài để kéo lại mọi thứ bình thường. Cũng đúng, đối với người Việt, định kiến của một số người Việt đối với Đảng Dân Chủ Mỹ đã đi đến hướng tột cùng rồi, cao trào cực điểm rồi, cũng y hệt ở chiều ngược lại đối với những người ủng hộ Đảng Dân Chủ cũng vậy. Bất luận ai thắng, ranh giới chiến tuyến được vạch ra rõ, rõ đến mức không thể nào có thể rõ hơn. Thí dụ đơn giản nhất như chúng ta đã biết vừa rồi á, cái đám que củi ở California này, mà chính anh Thơ Quang với nhiều người đã chia sẻ cái đoạn clip mà cái đám que củi ở California này, một bên ủng hộ ông Trump, một bên ủng hộ ông Biden, cái vá lẫn nhau, tức quá không biết làm cách nào nữa, thôi leo lên ô tô đâm thẳng vào đám người ủng hộ ông Trump, thế là chết mất 2-3 vị, bị police xách tay cho vào tạm giam đó. Đó là cái kết quả xung đột với cái sự đối đầu quyết liệt như vậy ấy, không chút nương tay như vậy ấy, chắc chắn không vì thế sẽ xóa bỏ đi được, nếu không nói là ở mức độ ác liệt như 4 năm qua chúng ta đã thấy. Và đặc biệt là trong cái thời gian này mà Dương Vy nghĩ rằng ấy, sau khi có cái kết quả bầu cử chính thức ấy, cái việc xung đột, biểu tình, thậm chí bạo loạn lại tiếp tục nảy sinh ở xã hội nước Mỹ. Kết quả bầu cử không như bất kỳ trận đấu bình thường nào, bất luận tỷ số ra sao, cổ động viên hai bên cũng sẽ không hài lòng và tiếp tục đánh nhau ngay cả khi sân cỏ đã vắng bóng đội bóng. Chẳng ai có thể đoán được đến khi nào hai bên mới có thể dừng lại chung sống hòa bình. Nếu ai muốn biến chính trường Mỹ là cuộc chiến bẩn thỉu thế nào, chia rẽ ra sao, hãy chịu khó đọc cái cuốn sách của ông cựu Tổng thống Obama, Giấc mơ Mỹ, thì biết cái cuộc chiến bẩn thỉu như thế nào mà xã hội nó chia rẽ ra làm sao thì bây giờ chúng ta đã biết rồi. Còn đối với Việt Nam ấy, ai muốn bầu cử tự do, bầu cử như kiểu Mỹ ấy, hãy nhớ đến văn hóa và giá trị cộng đồng, giá gia đình của người Việt có chịu nổi chia rẽ hay không, và các bậc lãnh đạo đáng kính họ có chấp nhận hay không. Và những người đó, người ta có chấp nhận là những thành phần mà có ý định làm loạn, cưỡi đầu cưỡi cổ mình như những ứng cử viên ở bên nước Mỹ hay không? Cái cách ứng xử của những ứng cử viên tham gia vào tranh cử tổng thống ở bên nước Mỹ chẳng khác hàng tôm hàng chợ, những cái bà bán rau hàng tôm hàng chợ hàng cá, chửi bới loạn trị ngầu bất kỳ ở đâu, bất kỳ không gian nào, thời gian nào có cơ hội là chửi rủa nhau. Đó. Còn những cái thành phần
như cái Đảng Việt Tân này, hay Hội Văn đoàn Độc lập này, nói rằng yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải được bầu cử như nước Mỹ thì để cho đất nước Việt Nam loạn lên này. Mà đặc biệt đấy, mấy hôm nay này, những cái thành phần mà ủng hộ Trump hay ông Biden, cái thành phần phản động á, thí dụ như Tân Thái ở nước ngoài, hoặc là Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong cũng yêu cầu bảo là Việt Nam nên bầu cử như nước Mỹ. Đấy, còn ở trong nước thì cái đám như thằng Lê Minh Thể, Thanh Đồng Bạc hay là thằng Trần Khải vân vân cũng bảo là Việt Nam nên bầu cử như nước Mỹ thì xã hội Việt Nam sẽ loạn lên. Nhìn thấy nước Mỹ làm gương đi, các ông tỉnh lại đi. Còn ở đây nhá, Đảng Cộng sản Việt Nam người ta đại hội đảng các cấp và tiến tới đại hội 13 của đảng, thì ở đây là những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mới tham gia bầu ra những người lãnh đạo ở trong Đảng Cộng sản, sau đó bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp, lúc đó mới bầu ra chính quyền nhé. Còn đây là đảng nên phân rõ rành mạch như vậy. Ở Việt Nam có bầu cử hai thứ, nhất là bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp, thứ hai bầu cử đảng, đấy, đại hội đảng.